Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Viết Vụ Cho Con, biểu diễn anh Lê Thịnh, một người bạn hữu yêu thích nhạc sĩ Vĩnh Lộc trình bày. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng những tràng pháo tay thật lớn để dành cho phần biểu diễn của anh Lê Thịnh ạ. Chân non
dù cho con biết nhưng dù lên biếng, đời luôn tranh đấu đâu phải yên ắng, bởi cho nên thế con phải khắc ghi. Viết vội cho con vài dòng mến thương, gửi về con yêu mong giấc ngủ yên, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vững bước bước trên đường đời, gửi về con yêu mong điều hạnh phúc, để con vững bước.